Bây giờ là khi chuẩn bị thiên áo quan ra cả nhà. Thiên áo quan ra cho chú chị. Bà con với lại người nhà quá trời mà cũng phía ông ngoài cũng có mấy con chở từ từ nha, cứ chở từ từ thôi. Hiện tại bà con đây rất là đông cô chú anh chị, cũng bị cũng tiễn đưa bà cụ đến nghĩa trang ở cả nhà nơi an táng. Còn quay cận cảnh cho cả nhà cùng xem mà cả nhà. Thiên áo quan tình cũ bà nội anh Hải chồng chị Diệp Loan nè cả nhà. Chuẩn bị thiên cả nhà. Cô chú anh chị xem con thoại xem đi đến ra nghỉ trang nghe sáng cả nhà.
chuẩn bị rồi. Chú anh chị thì sẽ xem kênh của Thọ thì ủng hộ đang đăng ký nha cả nhà. Bây giờ là bà con cũng đến đây cũng bị chuẩn bị đưa tiễn của chú anh chị. Ba tôi hướng dẫn chú rồi, đi từ từ chứ có gì đâu mà. Đông thì chú anh chị. Cái thứ hai là em chuẩn bị một cái thứ ba nữa rồi thôi. Ừ. 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 Ừ
biển rất là đông luôn cô chú anh chị. Không biết sao này ha. Chú anh chị theo chân của Thoại đi đến tính nha, nghỉ trang luôn nha, tán luôn nè cả nhà. Bây giờ là xe đi luôn cô chú anh chị. Thì em cũng đi theo xe luôn nhé.
xíu thôi quý chị. Đó, đường này chút xíu rồi. Nên có một chiếc xe đi thôi cả nhà. Đường về chắc thể là mình dướng kẹt á. Đó, đây cũng có nuôi cá nuôi tôm nữa ha. Quá cả nhà ơi, quá bụi luôn.